Ok, chào các bạn nhé. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video ngắn để kiểm tra con chúa trong đàn này. Chúa trong đàn này là một trong những con chúa mà trong loạt chúa em thay các bác ạ. Đấy. Giờ kiểm tra xem thử nó đã đẻ chưa nhá. Ồ. Báo cáo với các bác là một cái dấu hiệu đáng mừng các bác này. Đáng mừng là chúa này nó đẻ rồi nha các bác. Thậm chí còn đẻ tốt nữa. Đây các bác thấy không? Chúa nó đẻ tốt thế cơ mà. Đây các bác thấy là chúa nó đẻ kín luôn này. Quá đẹp các bạn. Rồi bây giờ thử tìm xem bóng dáng của em ở chỗ nào. Xem thử thân hình xinh xắn dễ thương của em như thế nào. Cậu này không có đâu các bạn. Chắc là cậu trong. Không ngờ là con chúa nó đẻ tốt như thế. Chúa này em mới thay luôn, chúa mới các bạn ạ. Tơ luôn. Ui dồi, cậu này cũng thế các bạn ơi. Đẻ quá tốt. Không thấy cả bác ơi. Không thấy chúa. Nhưng mà chỉ thấy sản phẩm của chúa. Chúng ta nuôi ông mà chúng ta thấy trường hợp nào, cái đàn nào cũng như thế này thì báo cáo với các bác là không còn gì vui bằng các bác. Bởi vì chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian để chăm sóc đâu. Đây mà chúng ta chỉ cần biết cách chăm sóc nó là được. Đấy, không biết em chúa lùi lùi đi đường nào mà không thấy này các bạn này. Không biết em lùi ở chỗ nào rồi. Hay là sợ mình bắt gặp thế sao? Trộn chỗ nào kỹ quá. Để đẹp thế cơ mà. Xuất hiện đi để cho các anh chiêm ngưỡng nào. Không biết nó có nằm ở trong thành của thùng hay không. Trong thành thùng cũng có. Rồi nếu bây giờ kiểm tra lần này mà không thấy nữa thì tôi sẽ không kiểm tra nữa nha bác. Không tìm nữa. Đấy. Không tìm nữa không có nghĩa là con chúa không có nha bác. Mà là chắc chắn một điều là con chúa nó ở trong này rồi. Có chúa đấy nha bác. Đấy. Bởi vì nó đã đẻ rồi, có nhộng rồi. Nên bây giờ thực ra mình tìm để mình xem thử thân hình của nó như thế nào thôi. Chứ còn chắc chắn là nó có trong này rồi. Thôi, lượn này cũng không có. Em nghĩ chắc là nó nằm ở thành thùng rồi các bạn này. Thôi, giờ không kiểm tra nữa. Thôi, trả lại vị trí ban đầu thôi. Rồi. Em xin phép kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn các bạn đã xem. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của em. Xin chào.